Trong chuyên mục bóng đá chúng tôi tuần này, chúng ta cùng trò chuyện với tiền vệ Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội TVT và được phát hiện khi chơi chói sáng tại vòng chung kết giải bóng đá U17 quốc gia năm 2014, Quang Hải đã cho thấy tố chất của một cầu thủ lớn. Sau đó, tiền vệ này giành hầu như tất cả các danh hiệu của giải trẻ và người hâm mộ gọi vui anh bằng cái tên vua giải đấu trẻ. Nhờ thành tích nổi bật đó, cầu thủ sinh năm 1997 này nhanh chóng được đưa lên đội 1 của Hà Nội vào năm 2016. Tại V-League mùa giải vừa qua, Quang Hải là một trong những cầu thủ trẻ chơi xuất sắc và đóng góp nhiều vào chức vô địch của đội bóng thủ đô khi anh ra sân 24 trận trong tổng số 26 vòng đấu. Và tại V-League 2017, tiền vệ nhỏ con này tiếp tục chơi chói sáng và giúp câu lạc bộ Hà Nội có được khởi đầu ấn tượng tại V-League 2017. Với Quang Hải, điều này đến với anh không phải là lẽ tự nhiên và may mắn. Em cũng như là toàn đội đã có một cái kỳ tập huấn cũng như là chuẩn bị thể lực cũng như là chiến thuật khá là ổn của huấn luyện viên Chu Đình Diêm dành cho toàn đội, thì khi bước vào giải thì mình có thể bắt nhịp được với giải đấu luôn. Ngay trong trận mở màn của mùa giải, Quang Hải đã lập một cú đúp vào lưới của Thang Quảng Ninh, qua đó giúp cho đội nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Với phong độ chói sáng của mình, tiền vệ này nhận được rất nhiều lời khen của giới truyền thông. Mặc dù vậy, anh không phải chịu bất kỳ một áp lực nào mà chỉ coi đó là động lực để phấn đấu. Em nghĩ là khi mà mình đang có một cái phong độ tốt thì mình sẽ chỉ có tập trung vào những cái gì mà đang diễn ra và mình đang làm tốt, thì mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. Với một cầu thủ trẻ, việc thi đấu chói sáng và được báo chí ca ngợi thường hay tỏ ra tự mãn, thậm chí còn mắc bệnh ngôi sao. Nhưng với trường hợp của Nguyễn Quang Hải thì hoàn toàn khác. Trong một tập thể với nhiều cầu thủ chất lượng như Văn Quyết, Thành Lương, Gonzalo hay Samson, Quang Hải luôn được các đồng đội và ban luyện chỉ bảo tận tình. Tôi nghĩ rằng Quang Hải là một cầu thủ rất khác với các cầu thủ trẻ khác. Thì khi Quang Hải đã thành công được rất nhiều vào cái giải trẻ hoặc là lên mặt trường V-League, nhưng Quang Hải luôn luôn rất khiêm tốn và luôn luôn nỗ lực cầu thị, nỗ lực và cầu thị luôn luôn, buổi tập nào cũng chưa cảm thấy vừa lòng với bản thân mình, chứ không bao giờ Quang Hải thỏa mãn. Thì tôi nghĩ rằng nếu với cái tính cách đấy thì Quang Hải sẽ không đi theo những cái vết xe đổ của những ai đấy. Năm 2016 là một năm thành công của Quang Hải. Anh vô địch V-League cùng đội bóng thủ đô và cùng các đồng đội trẻ đăng quang tại giải U21 quốc gia năm 2016. Và ấn tượng hơn cả, đó là cùng đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào vòng chung kết giải U20 thế giới. Đó là kỷ niệm không thể nào quên của Nguyễn Quang Hải. Khi mà đã cùng toàn đội U19 Việt Nam giành vé đi U20 thế giới là cảm thấy rất là hạnh phúc, và toàn đội đã rất là sung sướng khi đạt được vé đi U20 thế giới. Mới 20 tuổi, phía trước là cả một chặng đường dài sự nghiệp, vất vả và gian lao. Quang Hải hiểu điều đó hơn ai hết. Vì vậy, anh chỉ mong luôn thi đấu thật tốt để đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá nước nhà.